Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội của Ngọc Ánh nha. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà với diện tích rất là rộng. Vị trí Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó là đường ô tô có thể đi qua, và căn nhà này ở đây thực tế ngõ trước nhà nó khoảng tầm 2m2, cách với trục đường ô tô đi lại rất là gần mọi người ơi. Và với cái căn nhà này thì diện tích ở trên sổ đỏ của nó là 36,6m2, ở đây có hai căn thì hai căn này hướng nhà có một hướng là hướng đông nam và một hướng là hướng tây bắc. Thì Ngọc Ánh sẽ quay cái căn hướng tây bắc cho quý vị nha. Căn nhà này hướng tây bắc 36,6m2, thiết kế và xây dựng 4 tầng ra sao. Với cái phần hoàn thiện gần như đã xong 100% rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Có một chút cái phần đứng trước ngõ nó hơi ngổn ngang và bừa bộn một chút xíu thôi. Và đây chính là cái phần cửa chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện màu trắng. Ngõ trước nhà như thực tế ở đây mọi người ạ, nó là 2m2 quý vị nha. Đó, cách với đường ô tô rất là gần luôn, nó chỉ khoảng tầm 12-13m thôi. Và mọi người theo em vào vị trí tầng 1 của ngôi nhà. Đó, ở đây là có hai căn hướng tây bắc và hướng đông nam quý vị nha. Thì hai lớp cửa bên ngoài là sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính. Căn nhà này diện tích rất là rộng, đồng thời đã hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về ở. Vị trí thì nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và giá chào bán hiện tại của căn nhà này nó là 2 tỷ 050 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó chính là phần phòng khách. Thì cái phần hoàn thiện ngôi nhà lên đã hoàn thiện xong hết rồi. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, vân đá màu trắng, tường màu vàng nhạt. Rồi là hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ rồi quý vị ơi. Căn nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu. Và với cái căn nhà này, quý vị sẽ chi trả trước cho Ngọc Ánh khoảng tầm 800 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm với những lãi suất ưu đãi nhất quý vị nha. Đó, ngoài cái phần phòng khách ở đây thì có cả một chiếc quạt trần. Thì ở đây tầng 1 còn có một cái không gian phòng bếp vô cùng rộng quý vị ơi, đây nha. Đó, với cái không gian phòng bếp chữ L, đồng thời với cái chất liệu bếp ở đây là gỗ sồi Nga, đã được hoàn thiện xong hết chỉnh chu rồi. Xung quanh bếp thì ốp gạch 30-60, mặt bếp thì ốp đá đen granite. Đây, tủ bếp, phụ kiện bếp này, chất liệu inox 304, vòi rửa, chậu rửa đều được hoàn thiện và lắp đặt đầy đủ. Đây là cái không gian phòng bếp của ngôi nhà. Thì ở đây là có một cái bộ đèn trang trí này, rất là rộng mọi người ạ. Quý vị ở đây có thể để giúp Ngọc Ánh ở đây một chiếc tủ lạnh side by side cũng được nha, quá là hợp lý. Và ở đây để cho giúp Ngọc Ánh ở đây một bộ bàn ăn. Đây là cái tầng 1 thì còn có một cái phòng vệ sinh. Và phòng vệ sinh này thì đầy đủ về cái hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà này. Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại với quý vị, với căn nhà này quý vị chi trả trước giúp Ngọc Ánh 800 triệu tiền mặt thôi, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, thời gian rất là dài nha. Và quý vị ơi, cái phần thiết kế cầu thang của ngôi nhà này là thiết kế ở giữa. Thì với cái thiết kế như sau, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà đều được thiết kế là gỗ lim. Và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen trắng. Ngoài ra với cái phần phòng khách và cái phần cầu thang thì ở đây chủ đầu tư có lắp cho mình một vách lam gỗ mọi người ạ, để gọi là cái phong thủy mọi người. Và cái thiết kế tầng 1 thì Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết cụ thể từ phía ngoài đường vào trong phía tầng 1 phòng khách phòng bếp. Vậy thì tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà nha. Tầng 3, 4 của ngôi nhà, khi Ngọc Ánh bước chân lên trên đây thì có một cái cảm nhận nó rất là rõ rệt ở đây, đó là cái phía hành lang đi vào các căn phòng nó rất là rộng. Hành lang đi vào các căn phòng nó là 1m2 quý vị ạ. Đây, thực tế luôn nó là hai bên gạch 60 mọi người nha. Và thiết kế của cái tầng 2 như sau, gồm hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Thì đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Đây. Đó. Với cái căn phòng ngủ này thì có cái phần ban công hướng ra phía bên ngoài đây quý vị nha. Đó, và cái phần hoàn thiện thì cũng đã xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Căn nhà này Ngọc Ánh đang quay nó là thuộc hướng tây bắc, và bên đây nó là có một căn hướng đông nam. Quý vị nào mà có hợp hướng đông nam thì có thể cân đối, hoặc là quý vị nào hợp hướng tây bắc thì có thể cân nhắc. Và mọi người có thể
gọi ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho quý vị để chọn quý vị chọn lựa được những cái căn nhà ưng ý nhất nha. Gạch thì gạch lát nền của ngôi nhà chung là cái kích thước 60-60 vân đá granite mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng của ngôi nhà này thiết kế là cửa gỗ lim đây quý vị nha. Đó. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 trên phía tầng 2 của ngôi nhà, tầng 2, tầng 3 của tầng 4 của ngôi nhà này không lắp trần thạch cao quý vị nha. Ngọc Ánh sẽ nhắc lại với quý vị căn nhà nào thiết kế như thế nào thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ như vậy, và thực tế quý vị đến thăm nhà thì nó cũng chỉ có thế thôi. Căn nhà này riêng các phòng ngủ là chủ nhà không lắp trần thạch cao, ở đây chỉ thiết kế một cái trần thường thôi, và trong phòng ngủ thì đầy đủ ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa mọi người nha, hệ thống đèn led và đèn ngủ đó đầy đủ hết. Phòng vệ sinh đây ạ, đây là phần phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì đầy đủ hệ thống bồn cầu cũng như là cái sen tắm thường. Này, lavabo, cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đấy. Nói chung là review rất là cụ thể rồi, quý vị cứ cân nhắc trước khi đi xem và có thể gọi điện trước cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh tư vấn cho quý vị chọn lựa được những cái căn nhà với cái tầm giá nó, tài chính nó phù hợp với lại hộ gia đình mình nha. Đây là cái căn phòng ngủ phía bên trong. Đó. Ở đây thì còn duy nhất 2 căn và giá chào bán thì cũng gần như rất là hợp lý của khu vực 2 tỷ 050 triệu đồng. Quý vị chi trả trước 800 triệu, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị. Tất cả các phòng ngủ thì đều rất là vuông vắn mọi người ơi. Dễ dàng kê giường, tủ lắm nha. Và với cái căn đây thì ở đây nó có một cái cửa sổ hướng ra phía cầu thang. Nó cũng là để lấy thoáng này. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đây. Cửa thông phòng đây. Đó. Và mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nha. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, cũng giống hệt như tầng 2 quý vị ạ. Hai phòng ngủ trước, sau, cầu thang giữa, một phòng vệ sinh. Như vậy, bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, căn nhà này đã có 4 phòng ngủ riêng biệt đáp ứng cái cho quý vị đầy đủ cái công năng sử dụng. Đó. Một số cái căn nhà mà Ngọc Ánh đợt gần đây thường xuyên quay gửi tới quý vị thì với cái thiết kế của nó chỉ có khoảng tầm 2 đến 3 phòng ngủ thôi. Tuy nhiên với cái căn nhà này thì cái phòng ngủ của nó là hiện tại đã có 4 phòng ngủ rồi. Đây. Phòng ngủ ở phía trong ấy thì nói thật với mọi người là nó hơi bí một chút. Còn phòng ngủ ở phía ngoài thì ở đây nhìn thực tế luôn, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài này. Rất là thoáng. Căn nhà này thiết kế đơn giản, gọn gàng. Nếu quý vị nào mà cảm thấy nó tầm tài chính nó ok, nó vừa phải với mình, đó mà cần có hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì alo ngay cho Ngọc Ánh nhá. Đây, nhà vệ sinh ạ. Nó cũng giống như là ở dưới tầng 2 thôi. Và như vậy thì với 4 tầng thiết kế ngôi nhà thì có 3 phòng vệ sinh, tầng 1, tầng 2, tầng 3, rồi là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp riêng biệt. Vậy tầng 4 thiết kế như thế nào? Quý vị đừng thể rời mắt khỏi video nha. Và với tầng 4 của ngôi nhà, khi mà vừa bước chân lên trên phía cầu thang đây quý vị ơi, thì ở đây có một cái ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang như Ngọc Ánh vừa chia sẻ với tầng 1, hệ thống tay vịn toàn bộ là gỗ, và cái mặt bậc của bậc cầu thang lên trên tới tầng 5 thì ở tầng 4 ở đây thì là ốp đá đen cổ trắng mọi người ạ. Và trên tầng 4 này thì đây Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó chính là phần phòng thờ của ngôi nhà, một cái căn phòng thờ riêng. Đó. Cửa riêng. Phần còn lại, sân phơi. Chắc hẳn quý vị nào cũng sẽ cân đối xem là cái vị trí sân phơi ở đâu. Thì đây, đây chính là cái vị trí sân phơi. Đây, hệ thống máy giặt để ở đây mọi người ạ. Đấy, ổ điện này, sàn thoát nước này, vòi nước. Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người một chút, với cái căn nhà này nó cách với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh nó khoảng tầm 4 km, cách với ngã tư Lê Trọng Tấn, bến xe Yên Nghĩa nó cũng chỉ phạm vi bán kính tầm 4 km thôi. Và mọi người ơi, với xung quanh căn nhà này thì đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, giao thông đi lại rất là thuận tiện, khu dân cư đông đúc. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này và những vị trí bất động sản khác thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.